Kính chào quý vị và các bạn, Bắc miền Trung đang trong đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 9. Còn khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên tiếp tục có mưa to cục bộ về chiều tối. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là nơi mà có mưa to nhất trong đợt này. Tổng lượng mưa ở đây từ nay đến ngày 25 tháng 9 có thể lên tới là 200 đến 350 mm. Cục bộ có nơi trên 400 mm. Còn ở Thừa Thiên Huế thì lượng mưa phổ biến là có nơi trên 150 mm. Mưa chút xuống liên tục với cường độ lớn từ nay đến ngày 25 tháng 9, trên các sông ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã, các sông nhỏ ở Thanh Hóa, sông ngàn sâu, ngàn phố của Hà Tĩnh sẽ lên từ báo động 1 đến trên báo động 1. Thượng lưu sông Cả lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1 và trên báo động 1 có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp đô thị. Các điểm đến ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và cả Tây Nguyên, ngày mai tiếp tục có mưa về chiều và tối, cục bộ sẽ có những điểm mưa to trên 70mm. Đề phòng lũ lên nhanh ở các sông suối nhỏ, vùng núi có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá. Thành phố Nha Trang về chiều tối những ngày tới thì đều có mưa rông, tuy nhiên thì mưa không lớn và rất nhanh từ sáng đến khoảng 16 giờ chiều là lúc mà thời tiết đẹp nhất khi mà trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở mức là 29 đến khoảng 33 độ. Riêng ngày thứ hai đầu tuần tới thì có thể lên mức là 34 độ. Nha Trang ngoài biển đẹp thì còn có những kiến trúc lạ mắt như là nhà thờ đá, quý vị không nên bỏ lỡ. Hà Nội đang trong tiết trời thu, không còn cái nắng oi ả của mùa hè nhưng cũng chưa xe lạnh như chớm đông. Thứ hai và thứ sáu tuần tới thì dù có nắng cả ngày nhưng mà nhiệt độ cũng không vượt quá 33 độ. Những ngày có mưa nhiều như là thứ tư và thứ năm tới thì trời mát hơn, mức nhiệt chỉ khoảng là 30 đến 31 độ. Từ mai cho đến thứ sáu tuần sau, tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì hai trạng thái thời tiết, sáng nắng và chiều tối thì sẽ có mưa rông. Trong mưa cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cao nhất ban ngày trong khoảng là 31 đến 32 độ. Còn về tối và đêm trời dịu mát, mức nhiệt là 24 đến 25 độ. Đến Tà Đông ở Đắk Nông thời điểm này, du khách sẽ được tận hưởng khung cảnh tuyệt vời, ngắm hồ nước trong xanh. Dự báo ở Đắk Nông trong 7 ngày tới thì vẫn có mưa, thường tập trung về khoảng thời gian chiều tối. Riêng có ngày 2 ngày đầu tuần tới thì mưa có thể xuất hiện sớm từ sáng và giải rác cho đến đêm. Nằm ở địa hình cao nên nhiệt độ ở Đắk Nông cao nhất trong ngày chỉ khoảng 28 đến 30 độ, còn về đêm trời khá lạnh mức nhiệt từ 20 đến 21 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.